phim truyện Những Ngã Rẽ Cuộc Đời phần 19, 14 giờ sân khấu Đà Lạt, 15 giờ 50 Ước Nguyện Từ Một Tấm Lòng, 15 giờ 55 Gia Hạn Pháp Luật, 16 giờ Thời Sự, 16 giờ 10 Nhận Diện Lệnh Biểu Sau 15 năm, 16 giờ 40 Thanh Niên Trồng Rừng Và Bảo Vệ Rừng Phòng Hộ, 17 giờ phim truyện 22 giờ 30 phút chiếu phim tuyên truyền Trung Quốc Nguyễn Đình Ngọc tập 18. 23 giờ 20 phút sức khỏe cho mọi người giúp trẻ học tốt. 23 giờ 40 phút tạp chí bóng đá thế giới. 23 giờ 53 phút tình quốc hệ tình thế giới tình thể thao. Bây giờ kính mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình tình yêu và tối nay.